la về ram ba la lót la đình đàn thương có giá bán ha có hiền nội tu cụ nội có chiều lụ chiều hoa tu đất nội tu cụ nội có đá tiền mượn mới tôi nhường trường khỏi gương dâm lầm tầm vàng lâm ca bao mười bao mực trước ly tân dự và căng và mu nhà ca ca ưa tạo nhất nhiều tiêu ra để anh thì anh thịnh phú la phi đa bao mười bao mực trước ly phụng sùng thương cha tao trùng thôn tung nói ca cả non con tung cái tùng khoa tung khoa tùng chuồng ngữ bàn ngữ tiếng bao mười mực trước ly càng hùng tiêu đăng càng bà cho yên đa u phu la phi ưa bành đa cho yên càng hùng cho pin cho yên đưa tổ đa nhất nhiều tiêu đa chiều xuân châu hùng châu đa phú yếu châu gần nhiều trai ở nhà đông cứ tôn nhà mà măng phố tôn lệ lê đông tôn tình xin tiếng chuối chừng có giảm vào mười một trước ly ra thần khẳng đại chúa long mà trước chúa long thần khâm tất vàng ngàn tân to nhất nhiều tiêu đa cú rú đã cho tu phu phí phốn phương tươi tất đồng nặng tây băng ngon ca hà ngon có nhót nhiều tiêu ra tiếp trời đi thang lang trai bằng lần nghe cân yên mở phương tăng giáng cả mười mừng trước ly lần đi tu một nhà lần tân trước thì chùa đu tiên giác lĩnh là ba lần mượt tân trước tân còn do không ngày nọ tân trang lần mái chùi mái dùng ngày thăng đăng cổ nhà ấy có cái đi thơ đó đầm lần tân khóc thì chùa đu thì nhằm thâu lần mở tần trước tần nhớ cơm ngày nọ còn mái đoàn đoàn thường đa đăng thăng ngay còn đa đăng thăng còn con mái ngọ đá tấm ngay dầm con mái phọt năm nà lương tân ca cố khó bỏ mương nhận ra đo giang nhớt nhiều tiêu ra thì chùa đu thì nhắc mình cho tu phay lần này này hôm nay không có đi làm ra ngoài này các bạn là làm ra làm cái gì mày không biết cái gì đâu làm cây một con mà làm pháp tóc quan hơi cho đi tóc quan lấy ngay nhồi phù đa phi thí dọn đỏ cha phước ở tòng cao thành mường bằng cái lái tụng phụng phụng ai bằng bằng luồng quang còn lau bực bội chết lau ôi chết lau đường và chưa chẳng hạn lau thúy dùng bởi vì bởi vì họ vẫn khó làm bao ngày như là hay lau thúy dùng vừa rồi vừa sớm mấy hôm nay ăn tông hà bà ấy thúy dùng bên tìm lau cánh chú về ý gõ là xin cái gì con nghe đi con nói cái gì có thảo ra nhầm chú rồi như thế nào cho tôi chưa đang phụ kiếm
Thank you.